Dạ thưa sư, sư cho con hỏi có phải người làm nghề nghệ sĩ như ca sĩ diễn viên hoặc các nghề liên quan đến hát xướng khi thân họa mạng chung đều phải đi xuống địa ngục nếu người đó dù làm việc thiện giữ giới quy y Tam Bảo Thiền Định, có tránh được việc phải xuống địa ngục không hay nghiệp sẽ thì sẽ không tránh được? Địa ngục mà Phật nói tới cho những người làm nghề hát xướng sẽ bị khổ cảnh ra sao? Thứ nhất á, chỉ những người á mà họ có tà kiến đi kèm thì mới đi xuống địa ngục. Ví dụ như họ nghĩ rằng tôi làm nghề mua vui cho đời, giúp cho đời vui vẻ thì như vậy tôi chết rồi tôi sẽ được sanh thiên. Người có suy nghĩ như thế là tà kiến và cái suy nghĩ đó sẽ đưa họ xuống địa ngục. Chứ không phải bản thân cái nghề đó đưa họ xuống địa ngục. Bản thân nghề đó chỉ đưa họ xuống các khổ cảnh thôi. À, nhớ điều đó. Còn cái chuyện là mình có quy y Tam Bảo, có giữ giới, có hành thiền thì mình sẽ đem hai thứ đó lên trên bàn cân. Thì nó sẽ giống như một cái cây vậy đó. Thì nó nghiêng về bên nào nhiều thì khi nó gãy nó sẽ ngã về bên đó. Tức là nếu như á quý vị làm thiện, làm phước nó nhiều hơn cái bất thiện thì tự nhiên là mình sẽ nó sẽ ngã về hướng thiện. Còn nếu mà cái thiện mình làm nó ít quá, nó không có đỡ nổi cái bất thiện, tự nhiên là cái cây nó sẽ nghiêng về cái bất thiện. Cho nên á là cái này nó còn tùy ha. Còn quý vị hỏi là cái khổ cảnh ra sao á, thì khổ cảnh là bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì địa ngục á, nó có một loại địa ngục là địa ngục và địa ngục sen hồng. Chúng ta không phải địa ngục sen hồng. Địa ngục và hỷ tiếu. Tức là người ở đó người ta nhìn vào á, người ta sẽ thấy là chúng sanh ở địa ngục đó là họ múa hát. Chúng sanh ở địa ngục đó họ sẽ múa hát. Nhưng thực tế không phải, là bởi vì á nó giống như là mình để cái con vịt lên trên một cái nồi rồi mình đốt lửa dưới thì nóng quá thì con vịt nó sẽ nhảy. Rồi người ngoài nhìn vô thì người ta sẽ thấy con vịt nó nhảy, thực tế con vịt nó không phải nó nhảy mà nó nóng quá thành ra là nó phải nhảy. Thì cái ở chúng sanh ở địa ngục hỷ tiếu cũng vậy. Họ khổ quá thì họ phải vùng vẫy mà cái kiểu địa ngục đó cho nên cái cách họ vùng vẫy người ngoài nhìn vô sẽ giống như là họ đang múa. Thực tế là họ đang vùng vẫy đấy. Và cái tiếng than khóc của họ do cái nghiệp cho nên tiếng than khóc của họ nó cũng du dương trầm bổng, họ người ta nghe như là họ đang ca hát, thực tế là họ đang than khóc. Còn ngạ quỷ và súc sanh thì không có mô tả, trong kinh thì không có mô tả. Nhưng mà sư lấy ví dụ đi, lấy ví dụ đi. Mình thích diêm dúa lòe loẹt đúng không? Nhiều màu, nhiều sắc. Thì tới hồi mình đi xuống cái cảnh đó thì mình cũng sẽ làm những cái con mà nó diêm dúa nó lòe loẹt nó nhiều màu nhiều sắc đại loại như vậy. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.